Đây là món bánh canh tép nước cốt dừa nha. Còn một ít tép thẻ này em mới lọc xong nè. Giờ em đem đi nấu món bánh canh tép nước cốt dừa nha cả nhà. Đây là cái bịch bọc gạo mẹ em mới chạy ra chợ mua nha mọi người. Nhà em thì mua sẵn ngoài chợ cho nó lẹ, chứ ở nhà làm mất công quá. Bây giờ em sẽ bỏ ra cái rổ để mà mình sàng bỏ bớt ba cái phần bột dụng đi ha. Mình nấu lên cái bánh canh của mình nó không có bị lợn nước. Cái này là dừa khô nha. Dừa khô giờ mẹ em đem đi nạo để mình lát mình vắt lấy nước cốt dừa mình nấu bánh canh nha. Tô tép này mình đem mình đi băm cho nó nhuyễn xíu nha, chứ không phải để nguyên con vậy nấu nha. Rồi tô tép này băm xong rồi nha. Giờ bỏ gia vị vô ha. Đường, bột nêm với một xíu muối. Rồi giờ nguyên liệu có xong hết rồi nha mọi người. Đây là bánh canh nè. Cái này là phần chén nước cốt đặc nha. Để một lát mình chế vô sau cùng á. Cái này là tô tép ha. Em có ốp gia vị vô trước rồi nè. Còn cái đây là cái nồi nước cốt dảo nha. Nước cốt dảo mình sẽ nấu trước. Chừng nào sôi thì mình mới bỏ bánh canh vô ha. Giờ nước nó sôi rồi, giờ em bỏ bánh canh vô trước nha. Em chưa chế nước cốt đặc nè, quá trời tép luôn. Rồi giờ em sẽ cho chén nước cốt đặc vô sau cùng nữa nha cả nhà. Rồi giờ cho hành lá vô nó là xong nha mọi người. Đây, có hành lá vô nó mới ngon nha. Em đây xin giới thiệu với cả nhà, đây là món bánh canh tép nước cốt dừa nha. Một trong những món khá nổi tiếng với miền Tây quê em luôn á. Cái này nhà nấu nên bỏ tép nhiều ăn cho nó đã nè. Thank you.
quá trời tép luôn. Con có bánh đi mà. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cho con đi ra.